Xin chào tất cả các bác, điện thoại quá nhiều, quá rẻ mà lại không cần cọc mà được kiểm hàng rồi thanh toán thì các bác yên tâm chưa? Các bác không mua ở đây thì các bác mua ở đâu? Bên em cam kết cho tất cả các bác là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày một đổi một, bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác là 6 tháng. Bên em ship toàn quốc, kiểm hàng rồi thanh toán, các bác không cần cọc một đồng nào. Kiểm tra đúng cái điện thoại, đúng cái sản phẩm mà em quay, em quảng cáo thì các bác nhận, còn không thì đừng có nhận. Bên em bán rất là nhiều chứ không phải là bán một đến hai con có giá từ vài trăm cho đến vài triệu không cần cọc đúng không ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm còn nếu mà như các bạn nói mua chỗ nào đắt hay là chỗ nào rẻ thì tôi không nói thị trường mỗi người bán một giá bởi vì là người ta bán có ba bốn cây người ta vẫn bắt đặt cọc thế tại sao tôi bán nhiều cây như thế này hàng nghìn cây mà tôi không cần cọc thì các bác khác tự nghiên cứu đi mua được hay không thì các bác khác tự nghiên cứu và ủng hộ còn em để một mình em nói ở đây cho tất cả các bác tin tôi thì chắc chắn là không có bởi vì xã hội mà đúng không ai tin thì có thể ủng hộ tôi và mua mà không tin thì chúng ta thông cảm đúng không còn việc mua với bán bạn không mua thì tiền tôi tiền bạn vẫn ở mà tôi không bán điện thoại tôi tôi vẫn còn ở đây đúng không ạ đây này đây mà những đây không phải là những cái nơi uy tín thì những cái nơi nào mới là những cái nơi uy tín đúng không bán trăm con nghìn máy như thế này nhưng người ta bán chỉ có 37 cây thôi Còn em bán ở đây không cần cọc kiểm hàng rồi thanh toán Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm cho tất cả các bác lựa chọn Anh em nào chọn được cái sản phẩm nào Thì chúng ta có thể nhấc máy alo trực tiếp Kết bạn zalo số điện thoại trên màn hình của tôi Bây giờ em quay chi tiết cho tất cả các bác những cái sản phẩm có giá từ vài trăm cho đến vài triệu Nếu anh em nào mà có thể là chốt được cây nào thì chúng ta có thể là alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình để tôi chốt đơn cho các bác có thể là gọi trực tiếp có thể kết bạn zalo để nắm thêm một số thông tin những cái gì mà tôi chưa giới thiệu hết nha các bác nha thứ nhất là hôm nay về những cái con máy như thế này Samsung Galaxy S9 cộng em bán chỉ có 900.000 thôi nhá 900.000 900.000 cho tất cả các bác cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 máy tình trạng như thế nào thì bây giờ em sẽ giới thiệu tất cả các bác này thứ nhất là máy bị vỡ nắp lưng nếu các bác có thay cái nắp lưng zin của nó, xịn của nó thì nó rơi khoảng 300 đến 350. Còn nếu mà bình thường nó chỉ là 250 thôi. Đấy, nhưng mà nên là chúng ta cái tầm giá có 900 000 thì các bác không nên thay, không cần thay. Và chúng ta có thể là để ốp vào đây nó hết đúng không? Không còn gì, còn tất cả đều là dùng được. Nhưng mà các bác phải hiểu được và nguyên lý nắm rõ thông tin cái máy những cái dòng màn cong và những cái màn amonet này thì nếu mà chúng ta sử dụng nó khá lâu, đấy, dùng nhiều thì tất nhiên nó sẽ bị ám nhá bị ám thì tại sao nó có cái giá rẻ như vậy thì nó như thế này đấy các bạn nhìn thấy không nó ám nó có cái dòng dòng này đấy nó không bao giờ hỏng được đâu nó chỉ ám sau nó càng mờ dần mờ dần đi thôi đấy không vấn đề gì cả con này là 64g các bác nhá 64g đấy, em bán tất cả các bác mọi chức năng đều ok nhá không sao cả đấy, không sao cả không vấn đề gì hết mọi chức năng đều ok đấy bây giờ em không mở vì mở lên thì nó sợ nó vi phạm ấy Em chỉ cần bấm như thế này là ok rồi. Thấy chưa? Em chỉ giảm tiếng mà em. Em mở lên cho các bác xem. Vì à, mở lên này sợ nó bị vi phạm anh em ạ. Đấy. Vẫn chạy bình thường. Nha. Tất cả mọi chức năng đều ok. Em chỉ bán cho tất cả các bác là 900.000 màn ám vỡ nắp lưng. Samsung Galaxy S9 64GB nhá nói chung là tầm tiền này nó chỉ được như vậy thôi Thứ nhất là như thế này gửi cho các bác thứ hai nữa thì nó có một củ sạc và một cái dây sạc thôi anh em ạ à. cũng không, không để đòi hỏi nhiều bởi vì nó là máy cũ em bán có 900.000 mà tôi cũng đã công khai và nói rõ tất cả các bác những cái dòng điện thoại những cái sản phẩm nào em bán dưới 1 triệu là các bác phải chuyển khoản hết còn từ trên 1 triệu không cọc mà kiểm hàng thanh toán nha các bác nha à, còn dưới 1 triệu là các bạn à, các bác phải chuyển hết thì tôi mới gửi chứ không phải cọc đâu không phải cọc một trăm hai trăm đâu cứ chuyển đủ 900 000 tôi gửi các bác Còn nếu mà từ trên 1 triệu Thì không cần cộng một đồng nào Và được kiểm hàng thanh toán Nha các bác nha Samsung Galaxy S9 Bán cho tất cả các bác 900 000 thanh toán trước Tiếp theo Giới thiệu cho tất cả các bác có giá từ 1 triệu cho đến 5 triệu nha Đấy. Đây là một chiếc điện thoại với trị giá của nó là 1 triệu 950 000 Tên của nó là F9 Pro nha F9 Pro nó khác F9 thường ở đâu Thì bây giờ em sẽ nói chi tiết cho tất cả các bác này Thứ nhất là Oppo F9 Pro Con này nó là RAM 8 và 256 nhá RAM 8 256 g 1 triệu 950 000 Các bác nhận được một chiếc điện thoại RAM 8 256 và pin 4007 Và màn hình 6.5 Các bác nha Máy mới nguyên hộp nha Nguyên phụ kiện Nguyên hộp 100% để chứa bật nguồn thế mới ăn thế mới cày chứ thôi rồi con này cứ biết như vậy đi tôi cứ giới thiệu như vậy nó là máy mới không có móp méo không sứt không mẻ ở đâu không xước ở đâu thì các bác nhận và các bác kiểm tra thông tin nó đúng như vậy thì các bác nhận còn không đúng thì đừng có nhận là các bác nhá Oppo F9 Pro 1 triệu 950 nghìn RAM 8 256 nha tiếp theo em giới thiệu cho tất cả các bác một cái sản phẩm này bán cực chạy Oppo F11 Đấy, F11 tại sao tôi lại bán đến tận 2 triệu 300 nghìn 2 triệu 350 nghìn thì các bác phải hiểu vấn đề này Không phải là cái loại 16 g Không phải là cái loại 32 g Và cũng không phải là 64 và cũng không phải là 128 g Chiếc điện thoại của em ở đây ấy, nó là 256 g pin 5 nghìn Nha các bác nha, màn hình 6.5 Oppo F11 2 triệu 350 nghìn RAM 8 256 g Đấy, nhiều người cứ nói là sợ bán đắt bán rẻ đấy người ta bán hơn triệu thì các bác có thể đi mua hơn triệu không ai cấm của các bác cả đấy, còn em bán ở đây em bán phải đúng tất nhiên đúng thì các bác mới mua còn không đúng làm sao ai mua đúng không đây bây giờ em kiểm tra cho tất cả mọi người này máy là nguyên hộp nha full hộp nha đây ram 8 này và 256 trăm năm này khó nhìn nhỉ à có cái bóng điện chói đây là ram tám và hai trăm năm này Oppo F11 nha RAM 8 256GB em bán tất cả các bác 2 triệu 350 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán không cần cọc một đồng nào kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay em quảng cáo thì các bác nhận còn không đúng thì đừng có nhận nha các bác nha và các bác điện lại cho tôi nếu sai ở đâu ấy thì các bác điện ngay tiếp theo này Oppo A3S à xin lỗi xin lỗi Oppo A 31 Oppo A31 có màu đen, màu xanh và màu đỏ. Thì hiện tại thì em bán cho tất cả các bác là 2 triệu 150 nghìn thôi. Con này cũng là RAM 8 và 256GB. Pin 5000, màn hình 6.5. Oppo A31 nhé. Có 2 triệu 150 nghìn mà các bác không sở hữu ngay một chiếc điện thoại này. Thì các bác đợi đến bao giờ các bác mới mua được một chiếc điện thoại mới mà chỉ có hơn 2 triệu. Đấy, RAM 8 này, 256GB này, RAM 8 này, 256GB này. Đấy em bán không cọc bán nhiều như thế này mà các bác không tin em thì các bác tin ở đâu đúng không các bác được kiểm hàng rồi thanh toán tôi bán hàng nghìn cây hàng trăm cây mà chẳng phải cọc thì người ta bán có một hai cây người ta vẫn phải cọc đấy uy tín hay không thì nó ở cái điểm như vậy mà các bác thấy không uy tín hay không thì kênh của em nó phát triển mạnh đến mức độ nào hàng mấy triệu người xem hàng mấy trăm nghìn người để đăng ký kênh đúng không đấy nó là một cái vấn đề còn để để mà bán ấy, thì tất nhiên thị trường nó có mỗi người có một giá khác nhau và có rất là nhiều những cái dòng hàng ví dụ hàng độ vỏ này, hàng sách tay này, hàng tàu này, hàng nhái này, hàng lối kỹ thuật này, chúng nó nhiều lắm. nên là nhiều người cứ thấy phân biệt là bán, thế thằng kia nó bán rẻ vậy, tại sao ông bán đắt vậy, đúng không? Còn một số bạn này bảo một số nơi còn bán đắt hơn nữa cơ. Còn tôi, nói các bạn này, tôi bán ở đây, ấy, tôi bán toàn quốc chứ không phải là bán một mình bạn với tôi. nên là tôi cũng đã cân đối giá thị trường toàn quốc để tôi bán rồi, mà tôi phải bán rẻ nhất có thể nên các bạn mới mua. Còn nếu mà tôi bán đất bằng ngay những cái thằng bà bán ở gần nhà bạn thì thật rằng bạn mua ở gần nhà bạn còn hơn bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn mua với tôi thì các bạn còn phải đợi. Còn bạn mua ở gần nhà bạn thì bạn không phải đợi đúng không? Còn bạn mua với tôi các bạn phải đợi 3 4 ngày nên là tôi phải giảm giá có cây okay, giảm cả triệu đến 2 triệu bạc. Đấy. Oppo A31 2.150.000 sáu nha anh em nha, máy mới nha. Máy nó như thế này. À, các bác cứ kiểm hàng nếu mà tôi nói sai đừng có nhận tôi cũng chả có ngu gì mà giới thiệu ở đây xong gửi cho các bác mà các bác không lấy là tôi là khắc từ giữa họa bản thân Vivo Y19 2 triệu 450 000 Vivo Y19 2 triệu 450 000 Con này pin 5 000 RAM 8 và 256 g Máy mới 100% nguyên hộp nha các bác nha Đủ phụ kiện cho tất cả các bác Ví dụ như sạc que chọc sim Đấy ốp tai nghe Nói chung là đầy đủ Ui cái bóng điện nó chói quá Anh em ạ Chắc tôi phải bỏ bóng điện nha mới được Để Bỏ bóng điện nha nó tối rồi, anh em nha đợi tí nhá. Chúng ta thì ai cũng vậy thôi. Tôi thì bán kiếm tiền từ các bạn mà các bạn cũng cần nhu cầu sử dụng những chiếc điện thoại. Thì các bạn mua thì tôi cũng phải cung cấp cho các bạn một cái sản phẩm nó tương ứng với cái giá trị thị trường chúng ta bỏ ra. Đúng không ạ? Đây này, RAM 8 và 256 GB nhé các bác nhá. RAM 8 và 256 GB các bác thấy không? Đấy, em bán cực rẻ tất cả các bác chỉ có 2450, 2.450. triệu Máy mới mà nguyên hộp nha Vivo Y19. Máy mới nhá. Nói chung là nó là máy mới nên là em sẽ không còn cái gì phải tả thêm. Và nếu mà máy cũ thì em có thể nói thêm, còn máy mới thì em chỉ nói RAM, bộ nhớ và cấu hình và đồng tiền thôi. Đây này, đây là một chiếc điện thoại Vivo Y17 nhá, Vivo Y17 2 triệu 250 000 RAM 6 và 128 GB. Pin 5000. RAM 6 128 GB, 2 triệu 250 000 miễn phí ship. Kiểm hàng rồi thanh toán có hai màu như vậy. Màn hình 6.5, Vivo Y17 nha. RAM 6 128 GB nó rẻ hơn. Đây này. Đấy. Nói chung là máy mới thì chả có gì nói là lỗi hay là xước hay là màn hỏng hay là màn nứt cả. Đấy, nó là mới là mới rồi các bạn nhé 2 triệu 250 000 Đấy, anh em nhận được một chiếc điện thoại như vậy là cực kỳ là yên tâm và quá là ok rồi nếu mà để mà chỗ nào rẻ hơn thì cũng có thể nhưng mà các bác có thể nghiên cứu xem nó có đúng những cái lời mà người ta quảng cáo hay không Đấy, còn chưa mở mắt ra này nó nó là cọc rồi Đấy. Vivo i11 1 triệu 950.000 pin 5 nghìn, màn hình 6,4 inch RAM 6 128 bán cho tất cả các bác 1 triệu 950 000 nghìn miễn phí ship kiểm hàng thanh toán không cọc nha các bác nha kiểm hàng thanh toán không cần cọc máy mới nguyên hộp 100 đây Đấy. À, Vivo y 11 bán như vậy là cứ rẻ quá không, không được lại tăng giá nha các bác nhé Đấy. Tất nhiên để một mình em nói cho toàn xã hội này tin em thì chắc chắn là không có nhưng mà ai tin thì có thể ủng hộ và mua mà không tin thì thôi còn không mua thì cũng cha à, chúng ta cũng trả sao cả để chúng ta xem chúng ta mua không mua là cái quyền của các bạn, đúng không? Các bạn mà cảm thấy nó đúng giá và hợp lý thì các bác có thể đăng ký kênh. Đăng ký ngay để có những cái sản phẩm mới thì em sẽ lại đăng tiếp cho tất cả các bác. Kể cả một cái video này thì em cũng không bao giờ để em nói cho tất cả các bác là em sẽ quay hết được tất cả các sản phẩm. Nên là chúng ta chỉ làm vài một cái video thì chỉ được vài cái sản phẩm thôi. Nên là anh em cứ đăng ký kênh đi thì không thừa đâu. Đấy rồi em hết cái video này em lại tắt đi tắt đi cho em lại đăng tiếp một cái video khác lên nó lại có một cái sản phẩm khác đúng không ạ Đây là K9S và K9X đây đây là hai chiếc điện thoại như nhau nó chỉ thêm cái chữ S và X thôi. Đấy, nó như nhau hết nha các bác nhé 3 triệu 500 và 3 triệu 550.000 K9X là 3 triệu 500 còn K9S là 3 triệu 550.000 pin 5.000 tất cả đều ram bộ nhớ đều như nhau màn hình cũng 6,7 và ram 8 và 256 gb nha các bác nha em bán tất cả các bác với giá này là cực kỳ là rẻ nhất trên cái thị trường này còn nếu các bác cứ đi hỏi hết nếu chỗ nào rẻ hơn thì các bác giới thiệu tôi tôi lại nhập ra đây rồi tôi lại bán lại cho tất cả anh em cùng được hưởng thôi anh em ạ nha một con máy em bán cho tất cả các bác kiếm trăm nghìn thôi hơn trăm nghìn thôi không phải cần nhiều đâu anh em ạ ram 8 cộng 3 ra 11 này 256 gb này ok chưa tất cả đều là máy mới nhá không phải nói một cái câu là máy cũ hay là máy chín chín nhá máy mới các bác cứ nhận nếu mà không phải là máy mới các bác đừng có lấy thôi nhưng mà các bác không mua thì các bác đừng có đặt nhá bên em không cần cọc mà là kiểm hàng thanh toán thì không cần cọc đâu chẳng qua là tại sao tôi nói thế này thứ nhất là các bạn đừng làm khổ cho người ta không phải là khổ tôi tôi chỉ gửi đi chỉ có mất 19 đến 20 nghìn tiền cước bởi vì tôi đăng ký toàn tuyến à, nhưng mà bạn không mua ấy, thì bạn đặt chơi ấy thì làm khổ cho những người làm thuê người ta giao hàng ấy. khổ lắm anh em ạ mưa gió người ta còn phải cất cái đơn hàng này trong khi bạn chỉ là làm trò đùa thôi Đấy, thực tế nếu mà làm rơi làm vỡ cái người ta mất tháng lương đúng không ạ còn tôi gửi cho các bạn bạn không lấy tôi sẽ chuyển cho thằng khác được đó là vấn đề nó không sao nhưng mà tốt nhất chúng ta không mua thì chúng ta đừng có đặt Đấy, còn cam kết cho tất cả các bác bên tôi không cần cọc mà được kiểm hàng rồi thanh toán uy tín là hàng đầu chỉ trừ trường hợp vận chuyển nó bị vỡ hàng hay là bị cháo đổi thì chúng ta bị lỗi thôi chứ còn không là không bao giờ bị nha các bác nha 100 trăm con nghìn máy thì cũng có thể cũng có con lỗi nhưng mà tôi sẽ hỗ trợ các bạn đổi trong vòng 30 ngày nếu các bác dùng lỗi bị sao đấy và hỗ trợ các bác bảo hành toàn quốc nhé bên em bán nhiều này toàn quốc luôn đấy, bảo hành toàn quốc luôn chỗ nào cũng được bảo hành được có người đến tận nhà của các bạn lấy nếu các bác không tin các bác cứ xem lại comment ấy. Ai là người mua nhà tôi mà lỗi mà không bảo hành không đấy, đấy, là cái việc mà chúng ta cần phải cân nhắc và nắm rõ Chứ còn tất nhiên thì em bán cho các bác Các bác cứ kêu thôi Chị xã hội mà Mình tôi nói làm sao bạn tin tôi được đấy. Nó còn Chủ tịch nước nó còn chửi của mẹ Tôi là tuổi gì đúng không Đây là một chiếc điện thoại A95 Nha các bác nhá A95 thì em bán là tất cả các bác này Oppo A95 3.700.000 pin 5.000 màn hình 6.6 RAM 8 và 256GB Oppo A95 nha các bác nhá RAM 8 và 256GB em chỉ cần quay cấu hình và bộ nhớ và đồng tiền ở đây thôi chứ còn bây giờ mà để mà nói chi tiết từng cái sản phẩm này chắc chắn là không thể có thời gian các bạn ạ ở đây không phải là xước đâu nhé Nó là một cái lớp giấy bóng và em làm vào ban đêm các bác biết bây giờ mấy giờ không? Đấy. 2 giờ đêm này ngày 24 chủ nhật hay giờ đêm nha các bác nhá em vẫn phải cố gắng để làm video cho tất cả các bác nên là cái chất lượng video nó không được tốt nên là mong anh em xem qua video này thông cảm cho tôi nha à, ai mà mua thì mua mà không mua thì chúng ta cũng gọi là không sao cả đấy A95 nhá 2 triệu 3 triệu 700 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,6 inch đam 8 256 gb ship toàn quốc không cần cọc tôi bán ở đây mấy triệu còn chả phải cọc đấy nhiều người bán cái cây hai cây đòi cọc thế thì không biết là à, anh em nghĩ nghĩ kiểu gì nghiên cứu kiểu gì mà đi mua mua xong bị lừa bị lừa xong bắt đầu là một con sâu thì làm hại nồi canh đấy bắt đầu chúng tôi bán cũng bán khó đấy nó là như vậy Oppo A54 2 triệu 900 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,5 RAM 4 128g đấy, RAM 4 128g bán được tất cả các bác với giá là 2 triệu 900 nghìn 2.900.000 Oppo A54 nha các bác nha Oppo A54. Thông số RAM và bộ nhớ thì em cũng đã ghi rõ ở đây hết rồi, trên màn hình hết rồi. Đấy. A54. Tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác một số các sản phẩm này. Oppo A76 A76 3 triệu 500.000. A76 3 triệu 500 nghìn Pin 5 nghìn RAM 8 và 256 gb Màn hình 6,6 inch các bác nhé Màn hình 6,6 inch Máy mới 100% nguyên hộp Anh em được kiểm hàng đúng Mới thì nhận cũ thì đừng có nhận Để tránh cái trường hợp là chúng ta bị mất tiền à, Thứ nhất là chúng ta mất tiền cọc Và mất tiền phí ship Nên Còn bên em các bác không phải trả gì phí ship gì cả Đấy. Đây này RAM 8 này và 128 GB nó nhầm nhá. RAM 8 128 thôi. Đấy, ghi là sau ghi nhầm nó nhầm này. RAM 8 và 128 GB. Miễn phí ship cho tất cả các bác, kiểm hàng rồi thanh toán, máy mới nguyên hộp cho tất cả các bác. Đấy, máy mới đủ phụ kiện cho tất cả anh em nhá. A76 3.500. Tiếp theo có cái sản phẩm mới ở đây. Đấy, mới về thôi. Đấy, những cái dòng này thì bán cực kỳ là chạy các bác nhé Ok chưa đẹp chưa Redmi 13C Em bán được tất cả các bác với giá chỉ có 3 triệu 700 nghìn Mà các bác nhận được một chiếc điện thoại là RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và con này 256 g RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và 256 g các bác nhé 3 triệu 700 năm à, 3 triệu 700 nghìn Pin 5 000 màn hình 6,74 inch Đấy, Máy mới 100% nguyên hộp Đây này dây bóng tem siêu vẫn còn nguyên tôi sẽ không bỏ ra à, bởi vì cũng chả liên quan và chả giải quyết gì chúng ta bỏ ra làm gì nó là mới đúng không à, chẳng qua là chúng ta khi mà gửi cho các bác thì em phải bỏ ra để em lấy mã seri của nó rồi em kích hoạt cho các bác thì các bác mới dùng được còn bây giờ mà các bác bảo đi giao hàng mà à, đợi mấy ngày mấy phút mấy phút thì là thằng giao hàng nó không đợi được đúng không nó như vậy đây thông số pin rồi màn hình nó ghi rõ ở đây hết rồi chúng ta không cãi đâu được nhá Redmi 13C nhá bán giá như này là quá hợp lý chưa quá rẻ mà lại còn ngon nữa cơ, đây này, Đó. vừa đẹp. Nói chung là giá này được cái sản phẩm này quá ok rồi. Em bán nhiều như vậy thì mới dám bán cái giá này chứ. Còn nếu mà em mà là cửa hàng bán năm bảy cái làm sao em dám bán cái giá này? Chết ngay nhé. Các bác biết một ngày em bán được bao nhiêu đơn không? Đây, kiểm tra chứng minh cho các bác xem có uy tín thực tế hay không, rõ ràng hay không thì nó ăn nhau ở cái điểm này. Thứ nhất là đây nhá đây là không phải là đây nhá bây giờ là một giờ là ngày 24 nha đây là không phải là tôi chụp hình hay là lấy hình ảnh ở đâu ra nhá nhiều người bảo chắc thằng này nó chụp ở đâu ra Đấy, thì còn ai tin thì có thể là theo dõi ở đây tôi gửi hàng qua việt post thì các bạn nhìn này một ngày tôi bán được bao nhiêu đơn này đây nhá quản lý đơn hàng đây nhá 392 đơn này 392 đơn này tổng đơn hàng này À, tổng số tiền là 760 triệu 227 nghìn, tổng tiền cước là 8 triệu đến 900 gần 9 triệu tiền cước một ngày. Các bác biết như vậy thì nó có ổn hay không? Đúng không? Đấy em nói rõ tất cả anh em ở đây, đây là chính xác luôn nhá. Đây là tên của tôi này, thông tin của tôi này. Thấy chưa? Người của tôi này. Đấy. Đấy, nó không phải là mình nói xuông qua cái là nó xong còn em bán nó phải uy tín phải nói làm sao để đúng những cái gì mà mình quảng cáo và em giới thiệu các bác nhiều người cứ nói mà thằng này chắc bốc phép nên này thôi thì tất nhiên để em nói ở đây thì chắc chắn là khó có có thể là người ta tin mình là chắc chắn là ít đấy, còn ai tin thì mua nó không tin thôi bạn không tin nhiều nhiều người tin đấy, còn tôi bán ở đây bán một ngày bao nhiêu cái hay là như thế nào kênh của tôi phát triển mạnh như thế nào thì các bác biết rồi đấy Đấy, nó là như vậy một ngày vài trăm đơn một ngày bỏ ra gần một tỷ bạc để chúng tôi bỏ đi để bán hàng chứ không phải là bán một cây triệu hai triệu thôi cọc trăm hai trăm không cần cọc đâu nhá đấy nói thẳng các bác như vậy tôi bán để tôi thu tiền các bác bằng thật các bác mua thì các bác cũng phải nhận được cái sản phẩm đúng thì các bác mới lấy ai cũng vậy thôi xã hội bây giờ mà lừa nhau được khó lắm không ăn được đâu các bạn nha Oppo A 57 RAM 6 128 g pin 5000 màn hình 6,5 em bán tất cả các bác là 2 triệu 500 nếu con này là một à, con này là 256 g thì em bán cho các bác là 2 triệu 8 còn đây chỉ là 2 à, 128 thì em bán cho tất cả các bác 2 triệu rưỡi thôi 2 triệu 500 đồng con Oppo A57 như vậy như thế này đẹp như thế này đẹp keng như vậy mà tại sao không mua Đấy, ngon bổ rẻ như vậy là ok chưa sao các bác không mua Đấy để làm gì mà không mua cái này đúng không máy mới 100 phần trăm nha các bác nhá hiện tại đang hết màu đen nha đây này kiểm tra thông tin cá nhân thông tin điện thoại tất cả các bác xem rõ ràng đây đây ok chưa Đấy, RAM 8 và RAM 6 và 128 phiên bản Android 12 chấm các bác nhé không cần cọc kiểm hàng rồi thanh toán A57 Tiếp theo em giới thiệu với tất cả các bác một cái sản phẩm giá nó cũng cực kỳ là tương đối rẻ và hợp lý nhất. Oppo A5s em bán là tất cả các bác với giá chỉ có là 1 triệu 650 000 RAM 6 128G máy mới 100% pin 4500 màn hình 6,5 inch các bác nha pin 4500 màn hình 6,5 inch đây rẻ chưa à. 200 năm, à, 128GB nha các bác nha máy mới máy mới nguyên siêu nguyên kiện luôn cho tất cả anh em RAM 6 128 này Đấy. tôi để cái bóng điện ở bên trên ấy, nên là nó chói xuống cái màn hình nó lại sáng đây không nhìn thấy gì máy 2 sim 26 1 triệu 650.000 mà các bác nhận được một chiếc điện thoại máy mới có hơn triệu bạc như thế này thì kể cả các bác đi mua máy cũ 16 g 32 g thì nó cũng có 8 900 đến 1 triệu hơn 1 triệu tí rồi Còn bây giờ đây em bán cho tất cả các bác máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện à, không thiếu cái gì có từ sạc tai nghe ốp Nói chung là không thiếu chủ yếu là các bác có ủng hộ hay không tiếp theo A9 Đấy, Oppo A9 này có 2 triệu 8 thôi nha các bác nha 2 triệu 800 nghìn pin 5.000 màn hình 6,5 RAM 8 256GB RAM 8 256GB A9 2 triệu 8 nhá RAM 8 256GB Máy như thế này kìa Đấy. Máy mới 100% luôn A9 Oppo A9 RAM 8 này 256GB này Thấy chưa à, Các bác cứ kiểm hàng đi Nếu mà không phải RAM 8 256GB đừng có nhận máy Thế thôi A9 này Máy mới 100% nguyên hộp nhá các bác nhá nguyên hộp nguyên phụ kiện cho tất cả anh em tiếp theo giới thiệu với tất cả các bác một số dòng các sản phẩm có từ Samsung và iPhone iPhone này có rất là nhiều à, Samsung nữa đây này đây là iPhone 6 Plus 6 Plus mất vân tay nhá có khoảng hơn 100 cây iPhone 6 Plus mất vân tay tình trạng của máy là pin 195 phần và màn zin pin của nó 95 phần trăm có nghĩa là pin mới gì, gì nữa à? và tiếp theo nữa vỏ xấu hay là không xấu thì em nói tất cả các bác nói, nó gọi là chấm phẩy một tí bởi vì những dòng iPhone này là chúng ta không thay vỏ tại sao chúng ta không thay vỏ thay vỏ nó hay hao pin và nóng máy bởi vì chúng ta lắp vào nó không 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 được à, à, chuẩn nên là nó sẽ bị chập âm và dương nên là nó hay bị hao pin nóng máy các bác không biết thì các bác có thấy mới các bác mua là không phải đâu bởi vì iPhone không có mới nha iPhone những cái đời này không có mới em chỉ bán cho tất cả các bác 1 triệu 650 nghìn thôi mất vân tay nha các bác nhá còn ngoài ra đều ok hết đây màn đẹp long lanh đây Đấy, có chỗ nào đốm không nói chung là không đốm không ám gì hết chỉ có mất vân tay thôi 64 mươi đây pin như con này có 100 vẫn một phần trăm này vân tay là chắc chắn là mất rồi em nhập về những cái dòng mất vân tay là có là nó không có vân tay đâu 64 mươi nha các bác nhá màn hình 6,7 phẩy bảy nha các bác nhá Đấy, máy này là quá ok rồi chúng ta có thể là dùng nghe gọi xem phim Facebook Zalo tiktok rồi các thứ đều được đều được đều được hết đều được không vấn đề gì cả không có một cái lỗi lầm gì chúng ta mua những cái sản phẩm có hơn một triệu bạc này Tuy nhiên thì nó cũng có một số chấm phẩy trước trước một tí đây này Đấy, có con nào cũng vậy thôi à, còn ngoài ra được bảo hành nếu trong vòng 30 ngày các bác nhận máy dùng không ok lỗi hỏng như thế nào đơ thì điện lại cho tôi và tôi sẽ đổi cho các bác cái máy mới và có một số cái dòng Samsung ở đây Bán nói chung là nó cũng khá là tương đối là chạy Con này là A51 A51 em bán là tất cả các bác với giá là 3 triệu Pin 4000, màn hình 6.5, RAM 6 và 128GB Máy 9.9% không có ốp nha Hình như là có ốp, không có sạc À xin lỗi xin lỗi, không có hộp Xin lỗi không có hộp Chỉ có thiếu hộp thôi, ngoài ra đủ hết ốp sạc tai nghe để đủ hết cho các bác 3 triệu nha ốp Oppo oh, à xin lỗi Ôi, nói Oppo một lúc rồi cứ nói nhầm Samsung A51 đây này RAM 6 128g này Ok chưa RAM 6 128g nhé bán này tất cả các bác là 3 triệu pin 4000 màn hình 6.5 RAM 6 128g Samsung A51 nha các bác nha Đấy, bán như vậy là rẻ chưa đủ 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 tầm chưa con này cũng chỉ 64GB thôi Pin cũng 4000 A50S em bán cho tất cả các bác 2 triệu 250 000 Miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán Chỉ thiếu mấy cái hộp thôi Còn ngoài ra đầy đủ hết nhá Đấy, Máy cũng đều là máy 99% 64GB Đấy, 64GB tất cả anh em này A50S 2 triệu 250 000 Miễn phí ship kiểm hàng rồi thanh toán Tem siêu giấy bóng vẫn còn nguyên đây này Đấy như em bảo máy mới là mới, máy cũ là cũ. Ví dụ như con này mà em nói máy mới thì các bác cũng không biết đâu. Thì em lừa các bác 4 5 triệu các bác không bao giờ biết. Nhưng mà mình làm ăn uy tín bán đâu có phải bán mỗi ngày nay. Cũ thì bảo cũ mới, bảo mới có gì đâu. Này cả bán giá cũ thì mình vẫn được lời mà bán giá mới thì làm thế thì mất mất hay thôi, mất uy tín của tôi thôi. Chả có ai bắt các bạn làm như vậy cả, đúng không? Con này 3 triệu 7, 7 này, Oppo A71 99%, con này RAM 8 nhá, RAM 8 256 GB, pin 4500. Đấy. Máy cú mèo à. Đẹp chưa? Như vậy là 3 triệu 700 nghìn được chiếc điện thoại A71 mà thôi được khỏi bàn. Tất cả đều tem siêu còn nguyên nhá Đây này, giấy bóng nó còn bọc hết tất cả xung quanh hết. Đấy. Bán như vậy là rẻ rồi anh em ạ. À, anh em cứ nghĩ nọ nghĩ kia. Chứ còn thực tế thì em cũng cân đối giá cho tất cả các bác hết rồi. Đấy. Đây, đây là những cái sản phẩm này. Vivo Y93 mới không hộp mới tại sao cũng hộp hộp thì mình đi nhập thêm là nó sẽ tính thêm 80.000 một cây hộp nên là em bỏ hộp hộp mang về chả làm được cái gì thì giảm được mất 80.000 em bán tất cả các bác là 1 triệu 500.000 Vivo Y93 tại sao lại bán 1 triệu 500 .000? bởi vì những cái dòng này là nó không phải là loại 16GB Mà nó là 128GB các bác nhá 128GB pin 4500 màn hình 6.4 inch Bán cho tất cả các bác là 1 triệu 500 nghìn RAM 6 128 nha RAM 6 và 128GB Máy mới Nó gọi là mới thì không có xước đâu Anh em cứ kiểm hàng rồi là thanh toán là được Không có vấn đề gì cả Đấy. <laughs> Bên em thì mua, mua bán không cần cọc Đấy, uy tín là hàng đầu đó, chưa có con nào mở nguồn, đúng không? Nếu các bác muốn lấy cái dòng rẻ hơn, đồng giá 1 triệu 100 nghìn đấy. Cũng là Samsung A10 này, Vivo Y91 này. Máy này máy được 75 đến 80%, có nghĩa là những cái vấn đề xước. F11 này, 1 triệu 150 000 1 triệu 150 000 Miễn phí ship, máy được, à, uh, hình thức của máy được 85% trở lên. Nó hình thức là có nghĩa là vỏ và những cái chỗ xước ấy. Đấy, xước một tí, nhưng mà không sao. À, hơn triệu bạc một tí thì chỉ dùng được những tầm này thôi một triệu một trăm nghìn Đấy, miễn phí ship ship toàn quốc kiểm hàng thanh toán máy ok trả tiền đây này máy thì nói chung là để mà nói em nói tầm này thì màn miếc các thứ này ok thôi không vấn đề gì cả nha các bác nhá tất nhiên là tiền nào thì của nấy bởi vì nó là ram bộ nhớ thấp đây này màn đẹp không có triệu mốt bạc thì như thế này thì còn kêu gì nữa 16 gb thôi các bác nhá, 16 gb Những dòng này đều 16 gb 1 triệu 100.000đ thôi. Miễn phí ship cho tất cả các bác. Các bác sử dụng nghe gọi, xem phim TikTok, Zalo nếu để mà dùng thì dùng đều ok hết. Chẳng qua là chúng ta nó RAM bộ nhớ nó thấp nên là chúng ta không lưu giữ chữ được những cái video nhiều thôi, hình ảnh thì vẫn còn tương đối một tí. Còn video thì nó không được dài nhá các bác nhá. Chúng ta lưu nó không được nhiều. Đó, còn điện thoại thì không bao giờ thiếu được uh, bất cứ một cái sản phẩm gì, chủ yếu là chúng ta không quay kịp và không quay hết được tất tất cả những cái sản phẩm cho tất cả các bác thôi Oppo A3s em em bán tất cả các bác là có ba màu xanh đỏ hồng em bán tất cả anh em với giá 1 triệu 450.000 máy mới mà con này cũng là RAM 6 128g RAM 6 và 128g các bác nhé hai sim hai sóng 1 triệu 450.000 thì chưa được nồi lẩu mà các bác sử dụng chiếc điện thoại này ấy, thì kể cả có rơi vỡ các thứ thì nó cũng không đáng kể RAM 6 128 g này Con nào ấy, em nói RAM bao nhiêu Thì các bác nhận máy nó phải như thế Chứ không phải là à, Nói ở đây cho bán cho tất cả các bác Một loại máy đâu nhá Đấy, nhiều người cứ bảo thế người ta hô con này 7 800 đi cọc cho người ta là đúng Đấy sau đó là người ta gửi cho con 16 g thì chết Chính xác là 100 phần trăm đi luôn Đấy, không phải cái cái vấn đề này thì em cũng đã nắm rõ và em bán hàng nhiều cũng thấy có người nhiều người phản đối và nhiều người nói rất là nhiều tuy nhiên thì tôi cũng chưa từng làm những vấn đề này người ta chỉ lừa các bạn nhé một ngày người ta lừa 10 người mỗi người 200 thì được 2 triệu một ngày một tháng 60 triệu một tháng đấy người ta chỉ lừa như vậy ấy. đấy mỗi người 100 100 200 nghìn thì chúng ta làm sao mà chúng ta đi đâu mà kiện cáo được đúng không đấy, tìm nguồn gốc ở đâu đây là tôi không nói cho những cái người mà có ý định đi lừa người ta đấy là tôi cũng chỉ tiết lộ cho những cái kiểu mẹo người ta để mua bán hàng người ta cứ báo rẻ một là câu like hai nữa là đi lừa thôi chứ không có vấn đề gì cả mà đấy là cái trường hợp người ta chỉ có một hai cây thôi và chỉ có hình ảnh thôi không có video đấy, các bạn cứ gọi video trực tiếp cho nó để cho xem cái máy đó nhưng mà các bác nhé nếu mà xác định nó lừa các bác ấy kể cả gọi video xem cái máy đó nó có cái máy đó nhưng mà các bác đặt cọc cho nó người ta nó đâu có gửi đâu đấy, kể cả có gửi nhưng mà gửi một cái máy nó cũng như thế nhưng mà nó là ra mà bộ nhớ nó thấp hoặc là nó xấu hơn thì khi mà chúng ta không nhận thì không được mà nhận để so cái giá trị của cái chiếc điện thoại với cái đồng tiền chúng ta bỏ ra thì quá nhiều nó đắt hơn ngoài nhiều nên nên nhiều người cứ bị lừa là bị lừa như vậy chứ không phải là không phải là người ta lừa người ta lấy trắng trợn của các bạn đâu người ta vẫn gửi cho các bạn nhưng mà nó không đúng sản phẩm mấy thôi anh em ạ người ta cứ quảng cáo giờ giờ gương giờ hơi không 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 thực tế Đấy. con này là máy cũ này máy này là máy em dùng nhá không phải là dùng để làm gì em dùng một thời gian em quay phim máy này nó video nó quay nó cực nét nên em quay phim bây giờ em thanh lý bỏ lại cho tất cả các bác là 2 triệu 500 nó có một số cái chỗ chấm phẩy và xước ở đây này xước xước một tí này Đấy. hiện tại là ốp không biết còn hay không còn sạc tất cả tai nghe đều em cho các bác hết nha các bác nha con này em bán hơn 4 triệu đây này đây này video em quay cho các bác xem đây này đây là cái video này video trong máy này bây giờ 18 phút này đời thì các thứ các thứ này đấy đây này đấy không phải là mình đùa đâu đây là thực tế luôn đấy, anh em ạ à. em dùng thì em cứ bảo dùng còn máy thì em bóc mới là em dùng em quay phim nhá máy này nó quay phim chụp ảnh cực nét nên là em sẽ đây này đấy. nên là em sẽ sử dụng chiếc này để quay phim cho tất cả các bác nên bây giờ em cũng đã mua một cái máy mà ram nó cao hơn rồi thì em sẽ bán lại con này cho các bác là hai triệu năm trăm thôi ram tám và hai trăm năm sáu ram tám và hai trăm năm sáu ghi màn hình sáu sáu inch RAM 8 máy 90 phần trăm tôi đã ghi rõ nha có một số chỗ xước chấm phẩy một tí ai mua thì có thể là gọi trực tiếp và 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 chốt con này nha Vivo i73 s đẹp chưa quá là đẹp đúng không rồi Ok tiếp theo giới thiệu tất cả các bác một số dòng sản phẩm nó Tuy nhiên để một cái video này em giới thiệu hết thì chắc chắn là không giới thiệu hết được nhưng mà các bác thông cảm và cố gắng để thấu hiểu các bác đừng quên đăng ký kênh để chia sẻ ngay video bạn không mua thì chắc chắn sẽ có một số người nó nào đó nó vẫn còn thiếu hay là các bạn đăng ký kênh chia sẻ để chúng ta chỉ tham khảo giá thôi còn mua không đấy là việc của chúng ta đúng không ạ Nếu lúc nào chúng ta ủng hộ được thì chúng ta có thể ủng hộ còn bây giờ để làm một cái video đây này ở một cả một cái mấy cái đống này còn em còn chưa quay hết được cho tất cả các bác đấy. đây này nhiều lắm đấy. nên là anh em phải hiểu vấn đề đó chứ không phải là em không muốn quay đâu quay lâu thì đăng lên nó càng lâu mà quay ngắn thì uh, không được thời gian nó không được mấy cái nên là anh em cứ đăng ký kênh cho là tí ví dụ như buổi chiều uh, em có thời gian em lại đăng lên tiếp cho tất cả các bác đấy lại có một cái sản phẩm khác lên đây những cái sản phẩm mà đã giới thiệu đâu đây này nhiều lắm nói chung là hàng nghìn loại làm sao mà để một video giới thiệu hết được Có mà đến hết hết ngày không hết được chẳng qua là em cứ bảo các bác đăng ký kênh để chờ tiếp những cái sản phẩm không phải chờ đâu em có sẵn rồi tí nữa em quay tiếp cho các bác để các bác xem còn video không để làm gì là quá dài được anh em ạ. Note 11 SE em bán 4.150.000 Pin 5.000 RAM 6.128GB Redmi Note 11 SE nha Màn hình 6.6 6 inch RAM 6.128GB 4.150.000 Miễn phí ship kiểm hàng rồi thanh toán Không cần cọc Máy mới 100% đủ phụ kiện Pin 5.000 các bác nha Và tiếp theo Note 11 thường em bán có 3.800.000 thôi Pin cũng 5.000 mà cũng 128GB Màn hình cũng giống y hiện nhau Nó chỉ có SE với này này con à, một, một, một thường thôi hai con này nó khác nhau và giá nó chênh lệch một tí nốt 11 SE là màu xanh 4 triệu 150 nghìn nốt 11 thường là 3 triệu 800 đây ok chưa Đấy. còn là những cái dòng chống nước các kiểu máy rất là nhiều nha các bác ạ em sẽ chắc phải dừng điện thoại ở đây bởi vì nó quá dài nên cũng thông cảm thôi anh em gọi trực tiếp kết bạn cho anh Zalo và đừng quên đăng ký ngay luôn bây giờ để xem tí nữa buổi chiều hay buổi tối em sẽ có thời gian em quay video chi tiết cho tất cả các bác một số cái sản phẩm khác nữa cảm ơn mọi người đã mất thời gian theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác